để vô. Để vô. Đồ ơn đụ má, để vô không? Má còn 5 bình máu à. Hết máu luôn rồi, còn cặn chơi khô máu rồi luôn. Ây da. Đi về, trời ơi. Để coi top chưa, 7.100. Chưa sao. Không học kinh công. Đồ ơn á, kinh công hồi nhỏ thầy chưa dạy. Từ. Đường dài mới biết ngựa hay anh em à. Tại mới vô mình hơi mất nhịp xíu anh em phải không? Mới vô mình hơi mất nhịp xíu là mình chưa có quen. Thì mới vô mình phải hơi mất nhịp tí. Tại vì mới cầm mạc thiên nhẫn đánh đống kim tại server Phật Sơn này bữa đầu tiên mà. Nó hơi mất nhịp tí anh em. Má mấy này đánh giữa sân không ta? Má để thiên lộn nó canh quá. Vô anh em ơi, tấn công vô nè. Đúng rồi, tấn công vô nhà luôn à. Vô nhà nó, đúng rồi. Thì quýnh bằng quá. Mấy vỏ đen đâu rồi? Má không có làm chậm nè. Đó. Vô anh chị em. Vô. Má này đứng góc lắc. Con lồn đứng góc lắc. Cú néo được. Cú néo trúng. Ra nè. Trời tao để ngay luôn nè. Dạ, đau. Ra đây. Ra nè, tao để ngay luôn nè. Tao nói tao để ngay liền à. Ra nè. Quýnh nó thấy ghê vậy. Từ từ. Phật Sơn nha anh chị em. Ủa má nó quýnh thật. Bờm đầu cũng đen đầu với bồ giỡn à. Đi quên kia tao quýnh. Đủ má. Để coi 8.400. Đủ má chưa lên top được nữa nội ơi. Trời ơi đủ má đâu vậy. Chết queo luôn cái lồn má thì. Từ từ anh em. Má mày này đông quá anh em à. Để coi hạng nhất nhiêu. Đù má hạng nhất 12.000. Tao hạng nhiêu ạ? Lộ tao 8.400 hả? Đù má cách 4.000 ghê vậy. 4.000 cũng hơi có nha. Hơi cam go à. Má mình vừa đánh nó vừa rượt. Ở lộn nó vừa đánh mình vừa rượt. Cũng hơi phê với bộ giỡn nha. Mẹ nó tấn công một đầu coi. Quýnh cho nó bể một đầu coi. Má đứng giao tranh hoài với chừng nào. Má giao tranh kiểu này sao biết chừng nào trời. Má kẹt khó quá. Mấy kỹ dí ghê quá. Một thằng đỡ khổ. Má này đứng góc lắc nữa. Queo luôn đủ má thì. Ừ, hai thằng. Đúng rồi.
Vô luôn, vô nhà luôn, vô nhà luôn. Vô nhà luôn, áp sát nhà luôn. Đủ mẹ áp sát nhà luôn bay. Bay như con cặc kìa, ủ má mấy con lồn này chích nhát thiệt. Má anh em nhìn thấy chích nhát ghê không? Má nó tức á. Mấy con lồn này chích nhát thiệt luôn trời ơi, vậy mà nếu chị áp sát nhà luôn. Mẹ nó mấy nẻn con bắp thiệt ngu thiệt. Má nó cách 4.000. Trời ơi đủ mẹ mày chưa mày? Mới đủ mẹ chưa gì mày nó không tớp mày. Trời ơi trời, chưa gì mày nó không tớp mày lột. Má mày này đeo áp sát nhà. Ủa má vậy áp sát nhà là lụm rồi. Lên. Mi lột, Nga mi lột, Nga mi lột. Đi vô nè. Vô nhà luôn nè. Vô nhà. Ở cái lồng má bơm vẫy con gặt à. Đồ má nó tức cơ chứ. Và cứ thử với anh chị em, đây là game mobile nha anh chị em. Là các bạn có thể ngồi trong nhà gọi là toilet các bạn vẫn chơi được nha. Đù má bên trăm mười mấy người ta. Ở đủ mẹ đứng đây làm lồn đi chân. Giỡn cái đâu rồi, giỡn cái đâu rồi, giỡn cái đâu rồi, giỡn cái đâu rồi, giỡn cái đâu rồi. Gốc lắc hả, 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 lắc hả, lắc hả, lắc hả. Lắc hả, lắc hả, lắc hả. Mày gốc lắc cái đâu rồi. Gốc, gốc lắc cái đâu rồi, gốc lắc cái đâu rồi, gốc lắc cái đâu rồi. Gốc lắc cái đâu rồi. Gốc lắc cái đầu hả? Gốc lắc cái đầu hả? Gốc lắc cái đầu hả? Má lùn vô đây chỉ trâu thiệt. Má dính bơm. Tỉ mẹ thiệt. Lột thứ 15.000. Dính bơm, dính bơm, dính bơm. Từ từ anh em. Đủ anh em đừng lo. Đủ từ từ. Đường dài quyết ngựa hay anh em. Đồ hóa mà đường dài quá người chạy không tới cũng có nữa nha anh em. Cứ từ từ không có gì nữa. Không bằng, không không game này không có cần cài level. Vô anh em phải cài cấp chứ level lụng anh em có level. Này có cấp. Từ từ. Mày điên đủ mẹ thì những đau xóa xóa hai phát không chết xóa tài khoản mày điên mày ạ, ta giữ vô xóa tài khoản mày. Ủa mày điên mày. Có mày thấy chưa, anh cũng thấy ghê chưa. Rồi đủ má nó không xong rồi, cũng điển Gami. Gami phá quá. Má thì anh em mạnh như Phật tổ Như Lai luôn đó quý vị. Nạp 200.000 đồng cơm thôi là anh em mạnh như Phật tổ Như Lai luôn. Má lão bà đứng ngay gốc lắc hay quá. Con cặc đi luôn. Đây 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 đây, let's go go go. Go. Má chắc đụng ở đây nè, chắc đụng ở đây nè. Tao biết đụng ở đây mà. Má nó bị nhiều dữ ta. Trời ơi. Má nó thiệt chứ. Bị đánh sổ tả luôn hả? Điên đủ nghe, điên điên. Cứ từ từ.
Đồ má nó. Tại nó vô bên yếu á, tụi bay hiểu không? Tại đi ngay bên yếu á, lộn bên mạnh á. Đồ bên mạnh nó chiếm thế thượng phong, còn bên kia núp núp trong nhà cũng quýnh ngon hơn. Đồ tao khoái núp trong nhà, thì cái đó thiệt tao khoái núp trong nhà. Núp trong nhà ngon hơn. Đồ má đứng ở ngoài quýnh như cặc á. Núp trong nhà quýnh ngon hơn mày. Chích mẹ mày, chích mẹ mày tao, chích mẹ mày tao. Má gì mà đéo két được. Má mày này ghét ghê quá. Để đi đủ má đi. Vô bơm không à, đủ má vô chết bây giờ. Rồi vô luôn con, cặt vô luôn. Rồi vô nhà rồi, vô nhà rồi, quất nè. Đủ má vô nhà quất cho đã. Má vô nhà đéo giết đường lồn nào luôn. Quấn cỡ này mà đéo chết lồn, họ chết đường thằng, hai thằng. Ba thằng. Ây da, đau quá, ây da. Anh em đâu ra chi diện phụ coi. Nó đông quá kìa. Nó đông quá, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây anh em. Ra đây anh em ơi. Tưởng gì giỏi đó, từ từ. Cái lồng má tự nhiên chạy đầu vô chi vậy trời. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ờ nhồi máu hay quá. Đồ má chết luôn. Chết luôn. Căng thẳng quá, căng thẳng quá, căng thẳng quá. Căng thẳng quá anh em à. Má này chắc anh em nghĩ tôi được chắc hạng 8 không quý vị. Thấy tình hình này hơi căng quá ta. Ờ tôi quýnh nó vậy chứ gà cũng ghê lắm nha anh em. Ôi ghê cho cái lòng ha. Ừ đủ mẹ quýnh cái hồi lắc hồi càng ngày càng xa vậy ta. Mạng lắc quá nè. Từ từ lát tôi vô nhà cái đi đã. Mạng hơi lắc nè, từ từ đã anh em. Ông má mạng lắc thiệt ta. Tự nhiên cái chết luôn mày. Tự nhiên cái chết luôn. Ủ mẹ tự nhiên chết queo. Má cũng đại tướng như ai với bộ giỡn à. Thôi lồn mày chạy việc kim phong mày cũng. Lồn mày mặc kim phong đủ má. Đi ngựa túc xương cũng đại tướng nữa làm tao mắc cỡ mày. À thì ra đụng đụng bên đây nè, đụng bên đây nè. Đụng bên đây nè. Để tao vô tao thả cho. Má nó tàn thì thủy không. Xuống đây. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây đập bơm dập chết mẹ mày luôn à. Xuống đây, má mấy đường bông bơm ăn ghê thiệt. Mấy đường bông bơm ăn ghê thiệt. Anh Tú nghĩ sao khi bị nói bán tiền dạng bằng xu là biểu hiện bất lực của admin đợi đủ mẹ mấy lồn nói điên nói khùng. Tao là tao không có muốn gọi là người có tiền bị mấy cày tiền đi gọi là chèn ép thiên hạ, hiểu không? Đủ mày giờ tao không bán tiền dạng, mấy cày tiền đủ mẹ nó bán muốn bán giá nào nó bán. Ví dụ như giá có 1 đồng mà tụi nó hô 3 đồng, tụi bay đủ có dân có tiền mà tụi bay muốn chơi game thôi mà bị ép giá bị này bị kia tụi mày tức không? Mà tao không được ăn uống gì hết mà server phải phụ thuộc vô mấy cày tiền. Ủa má bây giờ nó không có tiền sao nó mua máu. Ủa mẹ mày thấy chơi vậy ngu không? Mày thấy mày bỏ tiền ra mày làm game mày thấy vậy mày ngu không? Buộc phải bán tiền chi để cho mấy thằng cày tiền bất lực. Đủ mẹ chứ mày nói sao tao bất lực mày điên nghe sim sim. Mày nghĩ rồi đúng không? Đủ má là cho nó chuyển qua nó cày cái khác liền. Cho nó chuyển qua nó cày cái khác liền.
đâu nghe chứ, để đâu để mà mày ta hỏi mày chứ, nó cày tiền thôi mà, chỉ có máy tính vô cày tiền đủ mày, mà làm cha thiên hạ sao được mày. Mau cái đủ má bán Kim Nguyên Bảo liền, đủ má tao thiệt, dám mà nó có xu chắc nó cũng cày xu luôn à. Rồi đủ mày lồ không biết chơi thiên nhẫn đao mày, đủ mày, mày giỏi mày vô đây mày tạo ạc chơi đi, mày giỏi mày vô đây mày tạo ạc chơi chứ. Anh em nghĩ đi, đủ cái tiền giảng bắt con cặc gì chỉ để mua máu quýnh lộn thôi, chứ tiền giảng không làm được cái con cặc gì cho đời đó. Anh em nghĩ ơi đúng không, tiền giảng không có làm được con cặc gì cái trong game này á. Tiền giảng ngoài đủ má mua máu quýnh lộn ra thôi là đủ mẹ, ngoài mua máu quýnh lộn ra chứ không làm được con cặc gì cho đời nữa. Nên anh em nghĩ đúng không, mà mắc con cặc gì anh em ta bỏ tiền vô đây chơi game mà đủ phải đi năn nỉ mấy kỳ tiền để dành cho tôi nha, bán cho tôi nha đủ á. Nó đủ mẹ nó ngồi ở nhà đủ mẹ nó mua cái máy tính của 4 triệu bạc mà làm cha thiên hạ sao được, đúng không quý vị? Đó giờ cày tiền muốn bán thì đủ mẹ cứ cày đi, bán rẻ hơn đủ mẹ, rẻ hơn kỳ chân cát là được chứ gì. Còn hút máu cày tiền đủ mẹ cần đéo gì, giờ tao thích thì tao chỉnh đủ mẹ, giờ tao chỉnh, tao chỉnh đủ á, ca dạng không rớt ở quái nữa đủ mẹ, cày tiền đủ chết rồi đúng không? Mà mình không cần giết nhẹ chi, mà lần này mà gọi là mình cho anh em quýnh lộn lúc nào là anh em quýnh đủ má thời. Thì bây giờ 4.0 rồi đủ má, còn phải đi làm còn phải đi kiếm cơm nữa, một vừa chơi game phải vừa kiếm cơm nữa, chứ phải như hồi xưa mà cúp học rồi đủ má ra ngồi chơi game đâu. Bây giờ phải vừa chơi game mà vừa đủ má đi làm nữa chứ bộ, đâu phải chơi game không là là được đâu anh em. Bởi thời gian đâu mà đủ mẹ đợi mà tụi bay đi kiếm tiền dạng rồi cho tao quýnh đủ mẹ con cặc, tao bỏ mẹ 2.000 đồng bạc vô tao quýnh một ngày, đúng không? Nhiều đó thôi là đủ sướng rồi anh em đúng không quý vị? Rồi đủ mẹ đứng ra tôi quýnh ghê vậy ta, là chưa tới giờ rồi sao ta, đủ má tới nước rút hay sao ta, chỗ tôi giết ghê vậy trời, giết bấy sấy luôn tụi bay nè, tụi bay nói tao biết quýnh rồi phải không, tụi bay nói tao biết quýnh rồi, tao quýnh đi ghê vậy. Rồi đủ mẹ nãy giờ tôi giết cái cậu mấy chục thằng có đó, mấy này không có nghe mi tôi để con cục cái lên đường à, ủ mẹ mấy này không có nghe mi tôi để cái cục lên đường. Hỏi anh em chứ như vậy anh em chơi game mà anh em đi mua 1.000 giảng 300.000 đủ má, 1.000 giảng 200.000 anh em muốn lộn anh em đeo với bùm máu được, nhiều khi đủ má anh em nhớ đủ má con cặc mình chơi game vậy thôi, thằng Tú nó hút máu mình, đủ má mình chơi game của thằng Tú, thằng Tú hút máu mình, đủ má đằng này mình chơi game của thằng Tú mà tự nhiên đương chạy tiền nó hút máu mình, nó tối ngày nó không có làm gì, nó không cần chơi game, nó chỉ lóc gạt vô rồi anh thả nó, rồi tới ngày cứ gom tiền bán, gom tiền bán, gom tiền bán, đủ má đâu dọn sẵn cho ăn vậy đúng không, đúng quý vị? Đó đủ mày đâu dọn sẵn cho ăn vậy, thà để tao bán đủ mày, tao bán 2.000 đồng bạc đủ mày cũng được nữa. Bây giờ đủ mày tao bán tiền dạng mà một ngày tao bán đủ má bằng tô phở tao cũng bán nữa. Đủ mày buồn buồn tao không ăn được tô phở chứ. Còn tụi bay đi cày thì đủ mày tụi bay kiếm tô hủ tiếu thôi. Hả không? Bán thấp hơn xíu kiếm tô hủ tiếu được rồi. Đủ mày chứ đâu mà đủ mày tao tao bỏ để im tụi bay ăn heo quay tụi bay còn cười tao nữa. Đủ mày tao tao khùng à. Tao bị khùng á. Đủ mày á. Tao ít học tao đâu có khùng. Đúng quý vậy. Cái đủ má nó quýnh ghê quá. Nó quýnh nghi ớn thiệt trời. Ở quýnh cao ngự. Rồi còn một phút là đủ má thôi, kết thúc chương trình luôn anh em. Tôi làm tôi mở cái bảng top. À tôi xin hứa với anh em nè, ngày mai tôi cầm mặt này nè, mặt này tôi làm lại. Ngày mai tôi cầm mặt này tôi làm lại. Đủ má tôi cay quá anh em. Ngày mai cầm mặt này làm lại nha quý vị. Anh em nào gọi là chuẩn bị tiền đi, chuẩn bị tiền con nét đi. Ngày mai tôi cầm mặt này tôi làm lại cho anh chị em mình coi chơi. Đủ má ngày mai tao đi bên yếu con cặc, nó không đi bên kim nữa, ngày mai tao đi bên tống không đi bên liêu nữa. Đủ má bên liêu mấy thằng lồn quýnh ngu quá, đủ má không biết vô nhà cặc đứng ngoài không à, cặc mai đi bên đủ mà tống không biết vô bên liêu nữa. Chuẩn bị có server cạnh tranh với Tú, chẩn con cặc gì nữa mày biết, hiện tại tao đang cạnh tranh biết bao nhiêu server không mày nói chuẩn bị. Mà thật sự trên cuộc sống này hầu như là mày không có làm gì mà mày không cạnh tranh á. Tao nói mày bây giờ mày bóc bọc di lông mày cũng có cạnh tranh rồi. Thế nên là cái vấn đề mà cạnh tranh là cái điều không thể tránh khỏi. Cho nên là mình không thể gọi nào mà để nó vô trong gọi là cái tâm hồn mình được. Tâm hồn của mình là phải để vô trong gọi là cái sự thăng tiến, không? Cái sự gọi là tiến bước lên. Mình phải làm mới lạ hơn, hay hơn. Chứ mình đừng có hữu canh cạnh tranh với thằng nào á, kệ ai làm gì làm.
mình cứ làm theo của mình thôi, không? Nếu ai đứng ở ngoài đứng, tao vô trong tao hẻm trước cái đã, mày thấy không? Mày thấy không? Tao vô trong tao hẻm trước cái đã. Đủ má, mình đã làm cái gì nó cũng phải cạnh tranh đó. Nói thiệt, bây giờ đi móc bọc ni lông cũng phải cạnh tranh nữa chứ đừng nói là làm cái gì khác. Để coi coi lên tớp không? Trời ơi, đủ mẹ, không lên tớp luôn quý vị, không lên tớp luôn. Uống mi nước cái cho đỡ sợ cái. Mày thấy không, làm đỉ cũng cạnh tranh nữa chứ đừng nói cái này, tao nói thiệt. Ủa má, con này đẹp con kia xấu, hai con giành khách nhau mấy thấy trời may luôn đó. Ủa tớ thiệt. Giờ không có gì mà không cạnh tranh nữa đó. Giờ tút mặt lồn cầm mặt. Anh Chính không có tớp luôn. Trời ơi nè, tao thả tụi mày thôi, đủ má tụi mày chữ cái gì. Tao thả tụi mày thôi, ngày mai đi rồi tụi mày thấy. Đồ nghe, tao cầm mặt tao quýnh tớp thì cái chuyện ai cũng làm được. Tao quýnh mà từ từ tụi mày mới sợ đúng không? Trời ơi, đủ mày á, mày đừng có lo. Admin cũng sợ nữa. Đánh ngu sao lên tớp. Đủ mà, mày giỏi mày vô đây. Mày vô đây mày đánh, mày vô đây mày đánh. Đủ mày nó quýnh chết mày á, mày luôn mày sợ lồn. Mày làm như mày hay lắm mà, mày coi không à. Đủ má mày coi không, mày vô đây đánh nè. Ít bữa tao mở server BK, vô có đồ sẵn, có ạc sẵn cho mày vô đây nha. Tao nhớ mày nha, tên Văn Nguyễn nha. Ít bữa vô đi, solo của tao quýnh chích mẹ mày luôn. Số 1 với số 0 nó đã khác nhau thì đúng rồi. Đủ mày, cái gì cũng phải có cạnh tranh nữa đó anh em à. Đủ ngay cả cuộc sống của mình ở đây, mình đi làm thôi cũng cạnh tranh nữa. Đủ má làm chung công ty, chung một dây chuyền sản xuất màng lồn kia, nó làm giỏi hơn mình, nó cạnh tranh, nó lên chức tổ trưởng. Đủ nghe, cái gì cũng phải có cạnh tranh nữa đó. Cho nên là mình không thể tránh khỏi anh em à. Mình đủ mà mình yếu kém thì mình phải chấp nhận, gọi là nhận lương 3 đồng thôi. Anh em yên tâm đi, sắp có cái bản không cày cấp nè.